Cảnh tượng đông đúc đã xảy ra ngay tại chốt kiểm soát COVID-19 dưới chân cầu Đồng Nai vào sáng 8 tháng 7 năm 2021. Chỉ còn ít giờ nữa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày để chống dịch COVID-19. Nhiều người đã chọn cách về quê để trốn dịch. Trong dòng người bị chặn lại này, có nhiều người có quê ở tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai nhưng sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 nên họ quyết định về quê. Một phần là em muốn về thăm gia đình luôn, với lại cũng về quê sau đó cũng hiện tại hơn so với trên đây. Em ở Sài Gòn, em tự cách ly ở Sài Gòn, em ở cả tháng này rồi, thử đâu là nó hết dịch để đi làm lại, cuối cùng không hết dịch. Tại chốt kiểm soát đặt ở quốc lộ 1K cũng xảy ra tình trạng tương tự. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có một ngày làm việc vất vả để kiểm soát dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về các địa phương theo hướng Đồng Nai. Ở trên đó bữa giờ em cũng ở trong nhà không à, với lại thấy dịch nó lan nhiều quá nên là thôi em về dưới này, chứ ở trên đó hoài sợ lan mạnh á. Sáng 8 tháng 7 năm 2021, tại cuộc họp với thành phố Biên Hòa về công tác phòng chống dịch, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định, trong ngày 8 tháng 7, số lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai sẽ rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các tổ COVID-19 ở cộng đồng cần được kích hoạt ngay và hoạt động tích cực để phát hiện sớm những trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và kịp thời xử lý.